120V 50Hz. Công suất của máy là 750W, thì tốc độ vòng tua là 3200 vòng trên phút. Máy sử dụng mũi có đường kính lớn nhất là 13mm. Máy có hai chế độ khoan là khoan thường và khoan búa. Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn sản phẩm chiếc máy khoan điện cầm tay hút Panda HRD1301. Dòng sản phẩm của hút Panda là dòng sản phẩm mới nhất hiện nay. Tuy nhiên về giá cả cạnh tranh và chất lượng thì không thua kém các nhãn hiệu hàng đầu như là Boss hoặc Makita. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem chiếc máy khoan điện này như thế nào nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng khui thùng để xem bên trong có phụ kiện gì. Và đây là phía bên trong, chúng ta có sách hướng dẫn và thước đo của máy. Trong này thì sẽ có thêm một cặp chứa than. Đây là tay cầm phụ của máy. Và cuối cùng là thân máy của chúng ta. Vâng. Và đây là chiếc máy khoan điện cầm tay HRD1301 của Husqvarna. Phía dưới này thì chúng ta sẽ có cái khóa mở để mở thay đầu mũi khoan. Đây là đầu khóa mở. Ta thay đầu mũi khoan. Và đây là một số thông số kỹ thuật của máy. Đây là HRD1301. Máy thì sử dụng điện 220V 50Hz. Công suất của máy là 750W, thì tốc độ vòng tua là 3200 vòng trên phút. Máy sử dụng mũi có đường kính lớn nhất là 13mm. Máy có hai chế độ khoan là khoan thường và khoan búa. Chúng ta có thể thay đổi ở phía trên này. Phía dưới này thì ta thấy đây là công tắc đảo chiều. Đây là cò bó của máy. Dây điện dài khoảng 2m. Bây giờ chúng ta hãy cùng cấp điện để xem chiếc máy này hoạt động như thế nào. Khi ta cấp điện thì đây là máy chạy. Chúng ta đảo chiều. Bây giờ tôi sẽ thử lắp mũi khoan vào. Đây là một khoan của chúng ta. Chúng ta lắp vào trên này. Và dùng khóa siết chặt lại. Giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp tay cầm phụ. Thì tay cầm phụ thì các bạn có thể lắp hai bên. Một bên như thế này,
hoặc là lắp bên này đều được hết. Sau khi chúng ta lắp vào rãnh thì chúng ta xay cái này chặt lại. Đây là tay cầm phụ của chúng ta để cố định khi khoan vào tường. Và đây là thước đo. Thước đo thì chúng ta sẽ lắp ở trên tay cầm phụ. Thước đo chúng ta muốn khoan sâu bao nhiêu mà chúng ta có thể điều chỉnh thước đo này. Để tháo mũi khoan thì chúng ta chỉ cần xoay ngược lại thì khóa sẽ mở và chúng ta tháo mũi khoan ra.